chị em phụ nữ khi mà xa chồng, xa người yêu lâu ngày thì họ sẽ tự giải quyết bằng cách nào? Có rất là nhiều cách các anh ạ. Chị em phụ nữ chúng em thì cũng đơn giản lắm, chỉ cần là một củ cà rốt này, một quả dưa leo này, hoặc là đơn giản chỉ là một cái quả mướp đắng thôi thì đã khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy nhẹ lòng rồi, đã khiến cho chị em cảm thấy thỏa mãn và thăng hoa. Tuy nhiên thì bây giờ thì xã hội nó cũng hiện đại lắm rồi các anh ạ. Đồ giả thì tràn lan, mà đồ giả bây giờ thì nó lại rất là thông minh, nó có những cái chức năng, những cái đặc tính cực kỳ là hay ho. Nó cũng ấm này, cũng sần này, cũng rung này, mà lại còn rung rất là nhiều cấp độ, lại còn phát ra cả những cái âm thanh mà khiến cho chị em phụ nữ có thể đi từ cảm giác nhẹ nhàng đến những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ, đi từ cảm xúc này đến những cảm xúc khác, làm cho họ cảm thấy phê này, thấy đê mê, đến nỗi mà nhiều chị em phụ nữ còn quên đi cả cái cảm giác làm với đồ thật. Bởi vì là đang dùng đồ giả thì chị em có thể là thỏa mãn ở bất cứ nơi đâu này mà họ thích này, họ có thể kích thích vào đúng cái điểm mà họ muốn này, họ có thể thăng hoa theo cách riêng của họ, theo cái cá tính riêng của họ, và cái cảm giác đó nó cũng rất là đủ cho chị em phụ nữ rồi. Thế cũng tốt chứ, tự nhiên lại đi yêu một cái anh mà nó lại còn bé bé nhỏ nhỏ này, rồi lại mới dập dập được khoảng 2-3 phút đã ra rồi, thì nhiều chị em phụ nữ cảm thấy là bị mất hứng và cảm thấy rất là hụt hẫng. Cái cảm giác là tuy nhiên thì cái cảm giác nhá, da kề da, thịt kề thịt thì tình cảm, có tình cảm thì nó vẫn là thăng hoa hơn chứ, đúng không các anh? Thế nên là thay vì là dùng đồ giả thì chị em phụ nữ vẫn mong muốn là tìm được một cái người đàn ông có cái kích thước vừa phải này, có kỹ năng tốt này, và đặc biệt là có cái thời gian đủ lâu để làm cho họ vừa có cái cảm giác thật này, vừa được da kề da, thịt kề thịt, vừa có tình cảm, vừa có cảm xúc, thì họ vẫn cảm thấy là thích hơn. Còn nếu như mà anh em nào mà cảm thấy là cái thời gian của mình ấy nó quá nhanh, mình chỉ được khoảng tầm 2-3 phút, đó là do cái cậu em trai của các anh nó quá nhạy cảm, mới chỉ quệt qua hàng nước thôi nó đã ra rồi, thì cái cách khắc phục dành cho các anh đó là mình hãy dùng một cái lượng nhỏ cao xỉn số của bên em bôi vào rãnh khớp của cậu em trai trước cuộc yêu, nó sẽ giúp giảm bớt cái độ nhạy cảm không cần thiết đi. Nó khiến cho giúp cho các anh là thoải mái dập, dập nhanh, dập tốc độ cao mà không cần, mà không sợ bị cướp cò sớm ra nhé. Cao xỉn số bên em nó là dạng thảo dược bôi ngoài, tuyệt đối an toàn, cam kết không gây tác dụng phụ. Nên nếu như mà anh em nào quan tâm về cao xỉn số thì hãy nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp qua số hotline cho em Dung nhé.